Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay là ngày 1 đầu tháng 8. Bên mình xin chúc tất cả các bạn cùng toàn thể gia đình một tháng mới thật là an nhiên và vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay bên mình có về được một ít mẫu máy thì muốn review lên cho tất cả các bạn cùng tham khảo, có cả những chiếc máy mà khách cắm hoặc là những chiếc máy mà bên mình thu lại được của khách, hay là những chiếc máy tồn lại ở cửa hàng của bên mình. Có cả một con laptop mà mình nghĩ nó sẽ là một cái mặt hàng mà khá là nhiều bạn thích, các bạn cần. Đấy, cho nên là các bạn cứ xem từ đầu đến cuối video để chọn cho mình những chiếc máy thật là phù hợp nhé. Thì bên mình bán hàng thì có ship code toàn quốc. Bạn nào ở xa thì có thể nhắn cho mình họ tên, địa chỉ, số điện thoại, cọc cho bên mình 100-200 nghìn tùy theo giá trị sản phẩm. Bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn, và các bạn được kiểm tra trước khi các bạn thanh toán nhé. Tiền cọc sẽ trừ vào tiền máy. Còn nếu bạn nào ở Hà Nội gần khu vực công viên Thiên Đường Bảo Sơn thì có thể qua trực tiếp cửa hàng mình để giao lưu và mua bán. Đó, bây giờ mình xin phép vào mở đầu video với những chiếc máy tầm giá hơn 1 triệu các bạn nhé. Hơn 1 triệu dòng Android. Thì có một chiếc máy mà khách cắm từ tháng 6 đến giờ mà bên mình cũng để quên ở trong két. Đây là một chiếc Oppo A17K. Đấy, con này thì còn bảo hành đến ngày 6 tháng 9 năm 2024. Và RAM của nó là 3GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Để nói về máy thì có lẽ con máy này nó là thuộc diện là hàng đẹp 99% luôn các bạn nhé. Hàng zin đẹp 99%. Nó có cả kèm một chiếc ốp cũng đi theo máy nữa này. Đó. Con này thì pin của nó là 5000mAh/giờ. Nên các bạn cứ thoải mái để tận hưởng pin của nó nhé. Có thể lên đến 2 ngày hoặc 3 ngày. Đấy. Rất phù hợp với cả các cô chú lớn tuổi hoặc là các bạn nhỏ. Còn nếu các bạn nào mà xác định là chiến game, chiến thần chơi game thì các bạn phải chọn những dòng máy nó cao hơn. Và chiếc máy này bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 1,5 triệu, bao gồm một bộ sạc và một cái ốp lưng kia các bạn nhé. Ốp lưng thì có ốp lưng cũ đi theo máy thôi, bên mình không có ốp lưng mới, và đây chính là cái ốp lưng của hãng đấy các bạn, không phải ốp mua ngoài đâu. 1,5 triệu các bạn nhé. Tiếp đến là một con LG K51 RAM 3, bộ nhớ 64GB. Ngoại hình của máy thì cũng là một chiếc máy hàng zin đẹp tầm 99%. Màn hình to 6,7 inch. Đấy, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không nêu hình, có vân chân, vân tay đầy đủ các bạn nhé. Máy thì một SIM. Con Oppo này thì bản Việt 2 SIM, còn con LG này thì nó là hàng sách tay bản Hàn 1 SIM. Đấy. À, bản Mỹ 1 SIM. Chạy chip Snapdragon cũng như là quả pin rất khỏe. Dòng máy này hàng lướt cho nên pin các bạn thoải mái nhé. Đó, LG K51 1 SIM. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 1,400,000 các bạn nhé. 1,400,000. Hay là một chiếc máy cấu hình cao nhưng mà giá nó rẻ. Đấy. Đây là một cây LG Q92 5G. Cái máy nó còn cả siêu viền đấy các bạn này. Đấy. Máy đẹp, ngoại hình lưng của nó thì là có bị chóc sơn. Đấy. Cái này là do lỗi nhà sản xuất thôi, chứ máy này chưa hề bung, chưa hề mở luôn các bạn nhé. Máy vẫn còn zin nguyên bản. LG Q92 5G, máy 1 SIM các bạn nhé. Đấy. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB, màn hình của nó là 6,6 đến 6,7 inch, pin trâu. Đấy, camera 4 camera. Đấy, độ phân giải này đến 48 megapixel luôn các bạn nhé. Đằng trước cũng có camera đục lỗ này. Đấy, nhìn rất là phong cách. Và giá bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 1,600,000. 1,600,000 tặng các bạn một bộ sạc và một kính cường lực. Đấy, bảo hành 3 tháng nữa 1.1. Tiếp đến là một chiếc Vsmart bản Việt Nam. Cứ hễ bản Việt Nam là hầu như đều có 2 SIM hết các bạn nhé. Đấy, Vsmart Joy 4 có màu xám. Đây gọi là màu xám, xám xanh nhé, với cả màu trắng các bạn nhé. Đấy. RAM của nó là 4GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Màn hình của nó cũng là màn đục lỗ. Đấy. Để ở bên cạnh luôn, màn đục lỗ rất đẹp, trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình, pin 5000, máy 2 SIM. Máy này thì bên mình đang để cho các bạn giá là 1,500,000 các bạn nhé. 1,500,000.
có hai màu vân tay ở mặt lưng và cũng 4 camera ở mặt lưng luôn nhá, một camera mặt trước. Rồi tiếp đến đó chính là những chiếc Vsmart Star 5, phân khúc giá rẻ hơn, RAM 3, bộ nhớ 32GB, có hai màu xám và màu đen. Ngoại hình của máy thì đều là những chiếc máy hàng đẹp rồi, pin 5000, có thể cho các bạn dùng thoải mái luôn. Giá với mình đang để cho các bạn là 1.100.000 nhá, 1.100.000. Đó, có hai màu đây các bạn nhá, có vân tay đầy đủ. Rồi đến những chiếc Samsung ở bên mặt này thì có một chiếc Samsung Note 15G. Đấy, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, máy 1 SIM. Ngoại hình của máy thì là hàng đẹp tầm 98-99% các bạn nhé. Hàng zin nguyên bản, màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đây, màn trong veo luôn. Note 15G, nói chung đây là dòng máy flagship, nhìn cái ngoại hình của nó là biết rồi, hàng rất là sang trọng nhá. Đây là Note 10 nhỏ, không phải Note 10 Plus đâu các bạn nhá. Đấy, máy zin nguyên bản 100%, bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 4.200.000, 4.200.000 các bạn nhá. Tôi tiếp đến nữa đó là một chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra phiên bản Mỹ. Ngoại hình của máy thì nó là hàng zin đẹp 98-99%. Đấy, ngoại hình của máy đây, mặt trước thì đã dán PPF rồi, về các bạn chỉ việc nắp SIM vào dùng thôi. Bản RAM 12, bộ nhớ 512GB, thoải mái để lưu trữ các bạn nhé. Bản này thì có hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM, màn trắng sáng cũng như là áp suất căng nét luôn. Đây là những chiếc máy đời mới, đời cao nên áp suất của nó còn rất là căng, rất khỏe, đi mưa đi gió thoải mái này. Đây mình đang để cho bạn giá là 12.600.000 nhé, 12.600.000. Rồi tiếp đến đó là S21 Ultra phiên bản Việt Nam. Đấy, máy thì bản 5G, RAM 12, bộ nhớ 256GB. Ngoại hình của máy thì cũng là một chiếc máy hàn zin đẹp 98-99%, màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Pin nó đang còn 1% thì nó tự động nó giảm ánh sáng các bạn nhé. Đấy, màn trong veo luôn. Như áp suất còn luôn đấy các bạn nhé. Đấy, áp suất còn căng luôn. Máy bản Việt Nam nên nó có hai SIM vật lý, có ghi âm cuộc gọi. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 8.400.000 nhá, 8.400.000. Đây là những chiếc máy dòng M. Đây là M23 các bạn nhé. M23 này RAM 4, bộ nhớ 128GB. Ngoại hình của máy thì nó là một chiếc máy hàng zin đẹp tầm 98-99%. Nhìn cầm nó rất là chắc chắn nhá. Bọn này bên mình đều đang tắt nguồn hết rồi. Đấy. Thì bên mình có ba màu này, ba màu này, màu nâu cam này, màu xanh nhạt và màu xanh đậm. Đấy. Thì cái dòng này bên mình đang để cho bạn là 2.500.000 với RAM 4, bộ nhớ 128GB, chạy chip Snapdragon 750, máy 1 SIM, pin 5000, máy vẫn còn rất là mượt mà, chiến game thoải mái các bạn nhé. Giá thì vô cùng hợp lý, chỉ có 2.500.000 thôi. Rồi tiếp đến là Samsung A23. A23 này thì cùng phân khúc với cả M23 kia luôn các bạn nhé. Ngoại hình đều là hàng zin đẹp 98-99%, RAM 4, bộ nhớ 128GB, pin 5000, máy 1 SIM, cũng chạy chip Snapdragon 695 5G các bạn nhé. Màn trắng sáng, không ám, không ngủ, không lưu hình, có hai màu trắng và xanh. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 2.500.000, cũng tặng các bạn là ốp lưng, tặng kính cường lực cũng như là tặng bộ sạc bảo hành 3 tháng nữa 1.1. Và hai dòng M và dòng A này đều sở hữu những cái màn hình có độ phân giải rất cao, tần số quét của nó lên đến 90Hz và 120Hz luôn các bạn nhé. Và nữa đó là một chiếc Note 25G. Cái máy này thì phiên bản Mỹ, ngoại hình của máy thì là hàng đẹp 98-99%, máy 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM, RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB các bạn nhé, chạy chip Snapdragon.
865. Màn trắng sáng không áo không ngủ gì các bạn nhé. Đây mình đang để cho các bạn cái máy hàng siêu lướt này với giá của nó là 5.400.000. 5.400.000 các bạn nhé. Một cây nữa đó là phiên bản Hàn Quốc S22 nhỏ, phiên bản Hàn. Máy thì một sim. Ngoại hình của nó đây thì rất đẹp, màn trong veo luôn. Áp suất còn căng đét luôn đấy các bạn. Những cái dòng S21, S22 đổ lên thì hầu như áp suất đều có nhé. Bản Hàn một sim thôi các bạn. Rất khỏe, chạy chip Snapdragon 8 Gen 1. Máy thì máy siêu lướt. Đây mình đang để cho bạn là 6.500.000 các bạn nhé. Đến dòng iPhone thì hôm nay có tồn lại một cây 6S Plus bản 128GB, pin 100, máy màu vàng gold. Ngoài hình của máy thì có xước sát nhẹ thôi, nhưng mà nó là hàng zin 100% luôn. Có mỗi pin của nó là thay thôi, màn hình cũng zin, chưa ép kính luôn. Phản quang cũng là phản quang zin, chưa thay phản quang. Đang chạy US 14.2. Những chiếc máy này thì giờ nó là dòng máy giá rẻ mà bộ nhớ cao như thế này thì các bạn yên tâm, dùng mấy năm nữa cũng không phải lo về vấn đề bộ nhớ. Đây mình đang để cho các bạn với có một cây cuối là thanh lý cho các bạn là 1.750.000 nhé. Tặng ốp lưng, tặng sạc cũng như là tặng kính cường lực. Cũng còn tồn lại một chiếc 7 Plus bản 128GB, pin 100% đều là pin thay. Con máy màu hồng, ngoại hình của máy thì là hàng zin đẹp, tầm khoảng 98%, nó có xước sát nhẹ theo năm tháng thôi. Kính zin, phản quang zin, không có thay thế gì cả, không bị ám ố cũng không bị ngà vàng, bộ nhớ 128GB. Dòng này thì có chụp ảnh chân dung rồi, 7 Plus, hàng quốc tế, báo cho các bạn reset dòng 2, đặt lại máy hay chạy lại phần mềm thoải mái nhé. Về chỉ việc nắp sim vào là dùng thôi. Bên mình đang thanh lý cho bạn con máy này giá 2.550.000 nhé. 2.550.000. Một chiếc iPhone X 64GB, pin 100%. Đấy. Pin này là pin thay mới, pin EU nhé. Ngoại hình của nó thì có zin, nó có xước nhẹ các bạn nhé, đặt xước nhẹ một chút này. Nói chung là từ màn zin, vỏ zin, lưng zin, men zin, pin chỉ có thay pin thôi, đầy đủ tính năng, không có lỗi lầm gì cả. Bên mình đang để cho bạn là 3.800.000 nhá. iPhone 10 giờ đấy quá rẻ rồi. Một chiếc SE2, bộ nhớ của nó là 64GB, pin của nó 90%, ngoại hình của máy thì là hàng đẹp 98-99%. Đẹp 98-99% các bạn nhé. Hàng zin, chưa thay thế gì cả. Bản 2 sim, dòng này thì thiết kế máy nhỏ gọn. Bên mình đang để các bạn là 2.900.000 nhé. 2.900.000, máy màu trắng. Và ngoài ra hôm nay thì bên mình có một chiếc laptop để mình thu lại được của khách. Con dòng này thì nó là một dòng laptop Dell, nhưng mà nó là hàng Vostro các bạn nhé. Cái hàng này thì nó là hàng cao cấp. Đấy, hàng cao cấp hạng sang. Các bạn nhìn thiết kế của nó là vỏ nhôm nguyên khối, chứ nó không phải là vỏ nhựa nhìn phèn phèn như mấy cái con hàng tầm trung các bạn nhé. Ngoại hình của máy thì là nó có hơi xước sát. Đấy, máy này là máy cho trẻ con nó dùng. Đấy, cho trẻ con dùng mà dùng các cái dòng máy cấu hình cao như Vostro này thì nó lại là mạnh quá. Đấy, rất dễ gây cho các bạn đấy là cái tình trạng gọi là nghiện game. Đấy, nên là bố mẹ đã mang ra để bán, không cho chơi nữa. Đeo Vostro này, đây mình kiểm tra pin của nó vẫn được hơn 3 tiếng, nên các bạn yên tâm, đây là một con pin siêu khỏe luôn. Đây là con đeo Vostro, tên của nó là 5370. Đấy, con này với thanh RAM của nó 8GB, SSD là 256GB, Core i5, con này Core i5 đầu 8270, cấu hình cao, nhìn vỏ nhôm nguyên khối nhìn rất là đẹp nhá, có cả sạc zin đi theo máy luôn. Đó. Thì con này bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 4.500.000, 4.500.000, và giá
trên thị trường của nó thì các bạn nó phải mua tầm khoảng 6 triệu rưỡi đến 7 triệu nhé. Máy không có lỗi lầm gì cả, đã qua thợ check kiểm tra từ trong ra ngoài cũng như là đầy đủ các tính năng rồi, nghe gọi rồi camera rồi mic rồi loa rồi pin. Nói chung là các bạn yên tâm về chỉ việc dùng thôi. Và chưa bao giờ có một con laptop vỏ nhôm nguyên khối nào mà giá lại rẻ như thế này các bạn nhé. Các bạn cân nhắc. Còn hôm nay thì bên mình đã giới thiệu xong những chiếc máy đang có tại kênh. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Thì mình sẽ kết thúc video ở đây.